bên hành lang quốc hội chiều 1 tháng 11, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Trần Thị Hiền 44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, liên quan đến tội mua bán phi pháp chất ma túy. Ngoài bà Hiền, cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố 4 bị can liên quan gồm Dì Thị Thu, Dì Dân Toán hai hậu phi Trọng, cùng 37 tuổi, Bùa Văn Công 44 tuổi và Lường Văn Hùng 28 tuổi, cũng với tội danh trên. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên chứng minh bà Hiền đã mua bán trót lọt 4 bánh heroin. Theo luật pháp của pháp luật, trọng lượng ma túy là một căn cứ để định khung hình phạt với 4 bánh ma túy được tính bình quân là 3,5 lạng bánh thì tương đương với khung hình phạt đề nghị truy tố ở khoảng 4 điều 194 bộ luật hình sự năm 1999 và khung hình phạt cho hành vi này là 20 năm, thông thường thân và cao nhất tử hình, tướng Hồng nói. Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra thủ lý điều tra, cầm giữ các đối tượng liên quan đến vụ án giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên con gái bà Hiền, thì các đối tượng này đã khai báo về hành vi tội lỗi của bà Hiền. Đồng thời, trên cơ sở các tài liệu đấu tranh, công tác do thám của lực lượng công an đã xác định được bà Hiền có hành vi mua bán phi pháp chất ma túy. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, gầm tạm giam đối với bà Hiền để đấu tranh, làm rõ rệt. Tướng Sùng Ba Hồng trả lời báo chí người đứng đầu công an tỉnh Điện Biên thông tin, trong quá trình điều tra về hành vi mua bán phi pháp chất ma túy, bà Hiền đã không chịu nhận tội và trước đó còn tỏ ra bình tĩnh. Ngay việc biết con gái bị cầm nhưng bà Hiền chối, không chịu khai báo với cơ quan công an nên với việc mua bán phi pháp chất ma túy cũng như vậy. Tuy nhiên, bà Trần Thị Hiền nhận hay không nhận là việc của bà ấy còn nghĩa vụ của cơ quan điều tra là phải chứng minh rõ rệt hành vi tội lỗi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã kết luận điều tra, chuyển sang trọng diện kiểm sát đề nghị truy tố đối với bà Hiền và các bị can liên quan. Tới đây, diện kiểm sát sẽ tiến hành các trình tự thủ tục để ra cáo trạng, đề nghị truy tố và tòa án lên lịch xét xử. Các đối tượng này chắc chắn sẽ bị xử lý rất nghiêm minh về tội mua bán phi pháp chất ma túy, tướng Hồng nêu rõ rệt. Tướng Hồng thông tin thêm, trong suốt quá trình con gái bị cầm cốc, sát hại cũng như trước khi bị cơ quan công an khởi tố, cầm tạm giam, bà Hiền đã có nhiều hành vi nhằm đánh lạc hướng điều tra, bao che cho hành vi tội lỗi của mình. Trong quá trình trước khi bị cầm tạm giam, khi cán bộ công an gặp gỡ gỡ, hỏi về việc con gái bị sát hại thì bà Hiền từ chối và cơ quan điều tra gọi nhiều bà này lại đòi đi về thậm chí bà Hiền lên lên tiếng với cơ quan công an về việc luật sư, cơ quan báo chí nói thế này thế kia, cần phải xử lý. Đây là những việc biểu lộ rõ rệt bà Hiền có hành vi đánh lạc hướng cơ quan điều tra, bao che cho hành vi tội lỗi của mình, tướng Hồng nói thêm. Trả lời thêm về việc có để ý hành vi bao che tội phạm của bà Hiền khi không khai báo trung thực việc con gái Cao Mỹ Duyên bị cầm cốc không. Tướng Hồng nói, các cơ quan tố tụng đã họp bàn liên ngành, điều định rất nhiều hiện cơ quan điều tra và viện kiểm sát thống nhất truy tố bà hiền về các tội danh trên còn tất cả sẽ chờ phiên tòa tới đây đây được mở